Gaza, ai làm rắn có vàng. Trong trường trăm bên màu oanh cười lan về lan. Lan cơ xem gru mờ sắp mây khoa bắt. Mong này có mấy cô lùm bị băng mệt vả, nó tình bùn sang khắp yên lên nên mấy cái ông đá hàng lấy đoạn về. Bớt lấy lần cha, bình cực nà, khả đang có sẵn Việt Nam. Rạng này đã bộ hồ lùm ta cất lấy nhớ rung. Như đang toa từ xem đang cất lấy sốc, đang cất lấy nhớ bộ. Giờ đang nâng mệt vả. Rê đầm rêp lên đầm đi, ta bộ lùm ta bởi ấn đi. Thế nào ạ? Biến đông. Giờ nó nhiều chưa kết lệ có lúc na cả đảng sản Việt Nam nó lại buộc hình bất đắc ốc không biết bằng loại nhiều cự lệ cỡ đào hoàng sa trường sa của Việt Nam chưa kết lệ nhiều buộc hình cả ốc buộc hình u nó bình phun cọ nhớ bình khoa nhiều có nòng nạo bẹ anh đối chứ từ ta nạo bẹ anh thì ổn nạo lại ta thì ổn lệ này lệ chìm khoa phun kha nhớ lệ nhiều sự này giờ nó Trung Quốc lại nhiều mò hụi ốc chưa kết Trung Quốc lại nhiều một bằng chứng một chữ kỵ thì nhiều sĩ chào cần cuộc này hoàng sao trường sa lấy cái phòng vận động dưới đất lấy phòng vận động hà nội bùng mà lũ ta cả nãy chào cả mà cái nhiều bộ lại kiên cạo trong cái nhiều bộ lấy từng hàng lấy mút tơ ma nào hàng chỉ lấy Trung Quốc hoặc là tôi cái đang sang Việt Nam này lại tu ở mút tơ ma Trung Quốc quy bằng Việt Nam Quốc lấy từng lấy tiếp vô một cuộc mà chính nhiều một cuộc chính xả hoặc là lại cọ nhau bình chú chót Nguyễn Phú Trọng và mình chính bình nhiêu chính cái này làm a đó không lại đi pia một Trung Quốc kia nhiều lệ lệ đối hình Trung Quốc tập quân bình nhiều lệ Việt Nam nhảy vào Bắc Kinh thứ hai hắn này thao nuôi Việt Nam hắn này lưu một mà lần chặt Trung Quốc tập năng hát tiếp Trung Quốc mà ông Trung Quốc mà ông Trung Quốc tổ mà ông Việt Nam mà luôn ta đang dọn những bộ mút tơ màn này các lòng phi bọn này giữa nó đã bổ như một cái tương hàng lần trả đó lệ Trung Quốc lại như lệ vừa mà xoa lần là cổ là Trung Quốc một cổ giữa các đợt lệ Trung Quốc một cổ Trung Quốc lại như một bằng chứng lấy sĩ phong văn đồng sĩ giữa nó mày bred it lăng như một phát cái đi đang tại chụp bộ lệ phong đồng sĩ sốt lệ phiền phải lần trả cái nhập bộ nên mày bred it lăng một quả đây phạm tội phản quốc với 33 tội danh. Sau gần 2 năm làm việc, ngày 4 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, nhóm có tên Tòa Công lý Việt Nam đã ra phán quyết tuyên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam phạm tội phản quốc vì đã đặt bút ký vào công hàm năm 1958, tán thành và tôn trọng bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Tòa Công lý Việt Nam được thành lập vào ngày 12 tháng 4 năm 2021 nhằm nghiên cứu quyết định ký công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Tổ chức này cho biết trong vòng 2 năm lâu thì bộ khiến cá cho này mình bán này bộ hết đá đó này lâu thì bị bằng rõ như cái nhầm quân lệ Trung Quốc cái sổ Trung Quốc cái cổ mỏ vô đặt một khoa như sĩ này lớn hà này đối với Đảng Cộng sản hà này lại Việt Nam hà này thêm bác như tôi hụi cực lấy cái này như Đảng Cộng sản Việt Nam yếu sĩ lần sĩ đào hoàng sa trường sa của Việt Nam bước bình nuôi như giáo có đang có hoa như bạn đợi cho được nhà như sĩ một lần là hoàng sa trường sa như sĩ giờ nó hàng này nhìn trông toay tôi xem tôi lặng mỡ thôn chú rùa mèo là trô này nhầm bồ màu bà đảo trô hợp này nhầm đảo rây tôi lại nhưng mà thôi đồng tập ta chỉ ta đã bàn lận là ra nhiều thâu đáng buồn này nó bị bằng bọc cái như ngại yếu bồ màu bị khoa nhìn nó đi một cái tập con bình nào trôn bạn đi lần chán Việt Nam tụ chung một đoạn về hoặc là mạc được bố mô tách đưa sát cơ lại đi thế nào vậy tập năng nào vậy cái nào buồn sàng y lưu đúng không đà Trung Quốc tốt tàu nhu tàu cái nào buồn sàng và cái nhu nhưng bạn nhiều pia lại nhiều bữa lễ ở Trung Quốc như lệ tàu lạ thế buổi giờ thế như lệ Trung Quốc là hồn cuộc khi cái nhu chưa cất nhu lệ nhu bố mình tập cho nên cả càng đi pia hàng lại phí bằng Trung Quốc phạm có nhiều rạ này nhận đông Trung Quốc lưu mà mặt cơ động đầm đất ta mặt trước hệ đáng coi như này lại nhưng bạn mà biết lại châu như đợt này từng nghẹn đang có sống nằm nghẹn luôn bị cực cuộc tôi đã buộc do đấy nó nhớ nhiều tôi dự đáng nhiều như này
Hiệu mạ nhu prê mọ đa đảng đa nguyên lê, một lê úc. Dù gất nhìn lại. Đa nhu prê hệ đáng nhìn lại lại. Nhớ nhìn bác. Nãy cho chạy nhìn càng luôn bị khẩn cuộc ấy. Dù nó nước Mỹ hằng này là nhiều cặp lưng chừng. Cả đảng Cộng sản hằng. Chả là Mỹ là thương mại với các châu Âu. Lê vế là phí bằng, ký kết. Tự do hương hải, con hải này. Nhu lệ rằng màu bình luận từ nhu người ta nhu mạng gai gai mì mút ma hàng Mỹ lê tưởng lần đang như lúc lần lại nhiệt độ như bây giờ cứ đi ra nhưng bạn nhu mạng gai gai Trung Quốc đang nhiệt độ lần lại như lúc nên rằng pre người dân Việt Nam tự lựa chọn nhớ đúng không ạ. Nước cái này mày tăng lại rồi lệ rồi bảo vệ cơ bề phí bằng nạ buồn sang đá buộc lại thọc nhiên cơ lại tiếp dần nụ lo cái nhập nó mày vệ bột lăng rút lại video đó thằng lại làm phát đi thằng ta nhập bộ không mày đồng sĩ lần là 2 năm trước đây chúng ta tất cả mọi người chúng ta ở trong tập văn đoàn trong ban tổ chức đã nghiên cứu tìm hiểu tất cả những cái lời chỉ nhân chứng những cái phải nói là những cái tài liệu cụ thể. Theo phán quyết của thẩm phán đoàn, hành động này của ông Phạm Văn Đồng đã gây ra những hậu quả nặng nề cho sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Chính quyền Trung Quốc cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng là một trong những bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bây giờ chính quyền Việt Nam thì khẳng định công hàm Phạm Văn Đồng không hề công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc vì trong công hàm không có chỗ nào nói tới hai quần đảo này. Cũng theo chính quyền Việt Nam, giá trị pháp lý của nó phải được đánh. Nó được Việt Nam nhật thầu, Hoàng Sa, Trường Sa bây giờ của Việt Nam mới chính Trung Quốc. Chứ bây nhật thầu được cơ Trung Quốc, do đa nhà mò làm à giao dịch sĩ của Trung Quốc này. Giờ nó bình khoa như thế này đâu mà bọn nạ, bẹ chắc tích như đối chết tự ổn Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, bố mộ của Việt Nam. Xong kẹo đại lý lại chính Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Xong mà kẹo tới giấy tờ. Mua bán. Lê trực thuộc ở Trung Quốc. Dưới nước hãng này là buồn sạc là nhiều rung như hình mất đảng Cộng Hòa hay đảng Cộng sản là nhiều bộ phần nộp. Rình chá rắc có nộp là Cộng sản Việt Nam nhật nào với chá rắc mì đi. Nếu chọn chá rắc mì tập năng là mạo phát nợ yếu hộp này đi. Nạ buồn sáng bình cớ đảng Cộng Hòa út rào nằm nhớ. Bục chàng nội chung ô. Vất ngân dân dũng. Tất được lương cả cái mình là lào để phong khai nào mà út rào mà. Bục con tụi chung ô. Lê phát này đóng. Nguyên phúc nào mà lâu đi để kẹt được một lần được phẩm minh chính thậm chí nguyên phúc nào mà đi là bước trong thống đồn trộm lâu đi nó chứ bạn chẳng dưa ra mạng ngàn căn ở là một căn bộ mạng ngàn ở mình trong thống trộm bốn lăng ốc của phi bằng của những ngạc như đôi sóc lấy phèn nhưng nó bố nó có tương lai của Việt Nam hay này Cộng sản Việt Nam hay này là bố màu một lời tiếp của tương lai định tiệc là buồn sáng có nóng rai đi cái nhập vô địch của tôi nó mà về ý lăng video đằng dạ gọi về gặp lại luật sư. Giá theo bối cảnh lịch sử lúc đó, khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quyền quản lý hai quần đảo này. Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm theo công hàm 1958 ký bởi Phạm Văn Đồng. Tòa Công lý Việt Nam được thành lập tương tự mô hình Tòa án Nhân dân. Tòa án Nhân dân là một hình thức tư pháp cơ sở và có hình thức là các tòa án quan điểm do xã hội dân sự tổ chức. Chẳng hạn Tòa án Russell năm 1966 do các cá nhân đứng ra tổ chức nhằm điều tra và đánh giá chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và hành động can thiệp quân sự tại Việt Nam. Đây là một truyền thống lâu đời của xã hội dân sự về việc tổ chức các tòa án nhân dân cho các vấn đề mà chính phủ không đưa ra được công lý. Cái này là cái giai đoạn đầu để là có một cái chính thức phán quyết của cái tòa công lý thích hợp và có đội ban tổ chức ban điều hành đó là sẽ đi cái giai hạn tế là phổ biến ra, chẳng hạn như phổ biến lên những cái tổ chức quốc tế, Liên Hiệp Quốc. Theo lời của ban tổ chức, phán quyết lần này của Tòa Công lý Việt Nam không có tính chất ràng buộc pháp lý. Thì cái đó chỉ là một cái phán quyết thôi. Cái các nhiệm của Tòa Công lý Việt Nam đến đây là chấm dứt. Cái các nhiệm còn lại là một người dân Việt Nam tìm hiểu cái phán quyết đó. Thì chúng tôi thấy cái phán quyết này rất là quan trọng tại vì trong tương lai gần đây ấy, cộng đồng không những cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ mà còn ở Âu Châu, Canada và Úc Châu, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với ban điều hành để phổ biến cái phán quyết này.
chưa bởi là lưu vi bằng pro hà này dập tiểu bang nhiều càng lệ càng tụ ở nam pit càng lệ phán quyết này cộng sản Việt Nam chính sĩ lẫn là chính nên tạo nít này đã cặp lằng cặp lời rung lời phòng trúc cặp nạp cặp lần chặt Việt Nam và đảng sản Việt Nam vi bằng một quả nên rạ này đã đứng đã lao như hụi cầm mí hụi cặp răng rạ này đã như hụi cặp tây nguyên đã xăm rạ này lấy nhẹ cái nhổ tây nguyên đã mua nhẹ cái nhổ răng cần nhẹ cái nhổ mí cần nhẹ cái nhổ nhổ pu nạp vẹn nhổ pu với prai đi nhổ pu vừa đâm một quả đã cặp lằng cặp lời trúc từ rung ra cặp lòng này đi gà níu có kèm chiếc hàng lời yên lê gọi về có học mắt bị cặp lăng miệng ai trong tới buồn sáng này là chết lời doanh của ta cả sản Việt Nam bự rồi bự rồi bự nhiều đặc biệt là sọt từng tiếng nhau là rung lực đang tiếng nhau mà nhân vật này là bạn em bọc lại mà mong nước mong đùng lũ lo từng